lâu rồi, nhưng mà lâu cả được cũng tận tin thôi, nhưng mà đang chơi đang tạo tâm dưỡng. Cái này của em thì là trong các nước đầu tiên. Đầu tiên sẽ trong nước của nó ở đây. Dưới tác động của sáng mặt trời, nó sẽ tạo ra nhiệt năng và nước sẽ bay hơi đây. Tạo thành nước sạch, nó chung là lỏng, chưng cất nước, nước bẩn thành nước sạch. Chắc là cũng đủ để sinh hoạt rồi. Có thể là giàu hơn. Ý tưởng của em nó cũng khá là đơn giản, nên là không có nhiều thời gian để làm. Đấy, cái nguyên liệu khó không?